Hãng tin CNN dẫn lời các nhà đàm phán Qatar và Ai Cập cho biết, tân thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar sẽ nghiêm túc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng này. Tuy nhiên, hiện có những hoài nghi về thiện chí của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong việc nghiêm túc đàm phán về lệnh ngừng bắn, bất chấp áp lực trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Trước đó, phong trào Hamas cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán mới vì cho rằng chúng không thể mang lại kết quả đột phá. Thay vào đó, lực lượng này kêu gọi các bên trung gian trình bày một kế hoạch để thực hiện các đề xuất được nhất trí vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thay vì tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo hoặc các đề xuất mới. Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình ở Gaza sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Cơ quan này cũng tin tưởng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn là điều khả thi, ngay cả khi Hamas không cử phái đoàn tham gia vòng đàm phán mới tại Doha. Hãng tin Axios đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay sẽ có chuyến thăm đến Trung Đông với các điểm dừng chân tại Qatar, Ai Cập, Israel và có thể là Iran để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Palestine tới Nga kể từ năm 2021. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, trong đó ông Mahmoud Abbas dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm nay. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza, cũng như việc đưa viện trợ nhân đạo vào dải đất nhỏ bé này. Ngoài ra, việc phát triển quan hệ song phương cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Không chỉ đối mặt với mối nguy hiểm thường trực từ các cuộc không kích hoặc giao tranh trên bộ, người Palestine còn phải vật lộn hàng ngày để tìm kiếm những thứ thiết yếu như nước để uống, nấu ăn hoặc giặt giũ. Để có nước sạch, người dân ở dải Gaza phải đấu tranh hàng ngày vì nước đã trở nên cực kỳ khan hiếm, nhất là sau khi các giếng nước trên khắp vùng đất này bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel. Theo tổ chức Oxfam, thành phố Gaza đã mất gần như toàn bộ khả năng sản xuất nước, với 88% giếng nước và 100% nhà máy khử muối bị hư hại hoặc phá hủy. Giếng này được khoan cùng với 3 giếng khác nhau để đáp ứng nhu cầu nước của khu vực do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Như bạn thấy, những giếng này không đủ để đáp ứng nhu cầu tất cả người dân ở đây. Chúng tôi cần nguồn cung cấp nước nhiều hơn. Chúng tôi đang phải chịu đựng những điều kiện khó khăn. Trước đây, chúng tôi phải lấy nước từ biển hoặc giếng xa khu vực của mình. Mẹ tôi bị tàn tật và cần nước mỗi ngày để vệ sinh. Tôi cũng có con và những đứa trẻ khác trong gia đình cần nước liên tục. Không chỉ thiếu nước, phần lớn nước còn bị ô nhiễm. Các gia đình phụ thuộc rất nhiều vào các bếp ăn từ thiện tạm thời để sinh tồn. Họ phải xếp hàng nhiều giờ trong cái nóng khủng khiếp để có được bữa ăn chính trong ngày và nước uống được. Bữa ăn hàng ngày chủ yếu là cơm, thịt gà được cung cấp một lần một tuần. Trước đó, Air France thông báo đình chỉ các chuyến bay kể từ ngày 29 tháng 7 do tình hình bất ổn và việc nối lại các chuyến bay sẽ phụ thuộc vào đánh giá mới về tình hình trên thực địa. Air France khẳng định, ưu tiên của hãng là đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Do đó, những hành khách đặt chỗ các chuyến bay trước ngày 18 tháng 8 có thể hủy hoặc thay đổi chuyến đi mà không mất thêm chi phí. Tuy nhiên, Air France cho biết vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay đến sân bay chính của Israel ở gần Tel Aviv. Cùng ngày, hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng cho biết sẽ gia hạn đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv, Tehran, Beirut, Amman và Erbil đến ngày 21 tháng 8 do căng thẳng vẫn tiếp diễn trong khu vực. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ gia hạn việc hạn chế bay qua không phận Iran và Iraq cho đến ngày 21 tháng 8 thay vì ngày 13 tháng 8 như quyết định trước. Tương tự, hãng hàng không Swiss International Airlines của Thụy Sĩ cũng đã kéo dài lệnh đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv và Beirut cho đến hết ngày 21 tháng 8. Ngoài ra, hãng cũng sẽ điều chỉnh các chuyến bay đi qua không phận Iran, Iraq và Israel sang các nước khác. Phát biểu trong cuộc họp tác chiến với các quan chức quốc phòng cấp cao theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Putin tuyên bố nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng Nga hiện nay là đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Ông lưu ý, lực lượng biên phòng Nga phải đảm bảo công tác bảo vệ đáng tin cậy đối với biên giới quốc gia. Theo Tổng thống Nga, Ukraine đang cố gắng phá hoại sự ổn định của Nga thông qua cuộc xâm nhập vào miền Nam, nhưng sẽ không thành công. Tổng thống Putin cho biết mức độ tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng lên đáng kể, bao gồm cả đối với những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất.
những đơn vị mà Ukraine đang chuyển đến biên giới của Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại sự ổn định của Nga thông qua chiến dịch tấn công tỉnh Kursk sẽ không thành công và chắc chắn sẽ nhận được phản ứng xứng đáng. Theo người phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hàng chục nghìn cư dân của lãnh thổ Nga đã được sơ tán kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu. Theo một báo cáo của đài truyền hình nhà nước Nga, hơn 20 trung tâm lưu trú tạm thời đã được thành lập trong khu vực Kursk. Ngày 12 tháng 8, Nga tiếp tục sơ tán một phần khu vực Belgorod nằm ở biên giới với Ukraine sau động thái tương tự ở vùng Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 8 xác nhận rằng Kiev đang tiến hành một chiến dịch ở khu vực Kursk của Nga, giáp danh Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zhizhky cùng ngày cho biết, quân đội Ukraine đã giành được quyền kiểm soát 1.000 km2 tại khu vực này và đang duy trì tình hình dọc theo tiền tuyến. Trong khi đó, quyền thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov cùng ngày tuyên bố rằng đã có 12 dân thường thiệt mạng và 121 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực. Ngoài ra, khoảng 180.000 người đã phải đi sơ tán. Ông Smirnov cũng xác nhận rằng 28 khu định cư đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và chính quyền không có thông tin về 2.000 cư dân còn lại trong các khu định cư đó. Trong một cuộc họp trực tuyến về tình hình ở các khu vực biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cơ quan an ninh Liên bang Nga cùng lực lượng vệ binh quốc gia đảm bảo cơ chế chống khủng bố nhằm đối phó với các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine ở các khu vực biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã tổn thất tới 260 quân nhân và 31 xe bọc thép. Trong báo cáo về tình hình thực tế tại khu vực biên giới cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và các thành viên Hội đồng An ninh, quyền thống đốc tỉnh Kursk Alexei Sinimov cho biết, tình hình ở tỉnh Kursk hiện nay rất khó khăn. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng một trong những mục tiêu chính của Ukraine ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng Nga đã liên tục giành được bước tiến trong những tháng gần đây. Theo Tổng thống Putin, bằng cách tấn công vào vùng Kursk, Ukraine cũng tìm cách làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, nhưng họ lại nhận kết quả ngược lại. Tổng thống Nga nhấn mạnh, mục tiêu chính của Moscow ở giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Nga đã áp đặt chế độ an ninh toàn diện tại các khu vực biên giới gồm Kursk, Bryansk và Belgorod, trong khi đồng minh của Nga là Belarus cho biết họ đang tăng cường quân số tại biên giới. Hiện nay, giao tranh ở Kursk vẫn diễn ra và Ukraine chưa có dấu hiệu rút quân. Theo hãng tin RT, phát biểu tại cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Nga, Tổng thống Putin đã đề cập đến vụ đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào vùng biên giới Kursk và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Putin nhận định những hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy lý do Kiev từ chối tái xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột theo đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung gian đưa ra. Cũng theo Tổng thống Putin, một trong những mục tiêu chính của Kiev khi tấn công vùng Kursk là chuyển hướng chú ý khỏi Donbass, nơi các lực lượng Nga đang dần giành được thêm quyền kiểm soát trong những tháng gần đây. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, bằng cách tấn công vùng Kursk, Ukraine muốn làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, nhưng nhận được kết quả trái ngược khi mà làn sóng tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga và bảo vệ biên giới ngày càng tăng. Tổng thống Putin khẳng định, mục tiêu chính của Moscow trong giai đoạn này là đẩy lùi các lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Trước đó, hôm 6 tháng 8, Ukraine đã bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Theo giới truyền thông, cuộc tấn công của Ukraine có sự tham gia của một số lữ đoàn tinh nhuệ nhất. Dù phía Kiev đã giành được một số ưu thế, nhưng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đợt tiến quân của Ukraine ở Kursk đã bị ngăn chặn. Quân đội Nga ước tính thiệt hại của các lượng Ukraine ở Kursk là khoảng 1.600 binh sĩ và 200 xe bọc thép. Trước đó, tỷ phú Elon Musk cho biết mà xã hội X đã gặp một vụ tấn công từ chối dịch vụ lớn, khiến cuộc trò chuyện chưa thể bắt đầu. Tuy nhiên, các tính năng còn lại của mạng X dường như không bị ảnh hưởng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump đã hoan nghênh sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk dành cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông Trump cũng dành nhiều thời gian để nói về các chủ đề ưa thích của mình, trong đó có vấn đề kiểm soát biên giới và chống nhập cư, khi ông cam kết sẽ tiến hành cuộc trục xuất những người nhập cư trái phép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu đắc cử. Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc lại chi tiết vụ ám sát bất thành nhằm vào ông trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7. Ông cho biết sẽ quay trở lại Butler vào tháng 10 tới để thúc đẩy chiến dịch tranh cử. Từng có quan điểm phản đối ông Trump, tỷ phú Elon Musk giờ đây đã quay sang ủng hộ vị cựu tổng thống này. Ông Musk cho hay thái độ và hành động kiên quyết của ông Trump
đặc biệt là phản ứng cứng rắn của ông đối với vụ ám sát hồi tháng trước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia. Cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa tỷ phú Elon Musk và ứng cử viên Donald Trump là cơ hội cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa thu hút thêm sự chú ý từ công chúng trong bối cảnh chiến dịch tranh cử trở lại Nhà Trắng của ông gần đây có dấu hiệu trì trệ. Đây cũng là cơ hội để mạng xã hội X, một nền tảng phụ thuộc nhiều vào chính trị, tự cứu mình sau khi đối mặt với một số khó khăn. Theo bộ đếm trên mạng xã hội X, hơn 1 triệu người đã theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật nổi tiếng này. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tỷ phú Elon Musk diễn ra trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông Trump cho biết ông có quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin và hy vọng cả hai sẽ hòa hợp trở lại. Ông cũng tuyên bố các cuộc xung đột ở Ukraine và giải Gaza sẽ không xảy ra nếu ông vẫn là Tổng thống. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa hoan nghênh sự ủng hộ của tỷ phú Musk dành cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông cũng dành nhiều thời gian để nói về các chủ đề ưa thích của mình, gồm các vấn đề kiểm soát biên giới và chống nhập cư, khi ông cam kết sẽ tiến hành cuộc trục xuất những người nhập cư trái phép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu đắc cử. Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc lại chi tiết vụ ám sát bất thành nhằm vào ông trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7 và cho biết sẽ quay trở lại Butler vào tháng 10 tới để thúc đẩy chiến dịch tranh cử. Theo ông Kirby, Mỹ đã tăng cường lực lượng trong khu vực và chia sẻ mối lo ngại của Israel về nguy cơ bị tấn công. Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông và yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đẩy nhanh quá trình triển khai tới khu vực này. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italia để thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cả nguy cơ xung đột giữa Iran và Israel. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết, IDF đang theo dõi Iran và Hezbollah suốt ngày đêm. Israel cũng tăng cường phòng thủ, đồng thời đã phê chuẩn kế hoạch tác chiến đa mặt trận trong bối cảnh Iran được cho là có thể tấn công trả đũa trong vòng 24 giờ tới. Căng thẳng đã leo thang tại khu vực Trung Đông trong thời gian gần đây, đặc biệt sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh ở Tehran và chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hezbollah Fuad Sukker ở Beirut, Liban vào cuối tháng 7 vừa qua. Trước nguy cơ xung đột lan ra toàn khu vực, các quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên kiềm chế. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho rằng những nỗ lực mới nhất nhằm can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không phải điều xa lạ với Iran. Ông Patel cho biết thêm, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về những cuộc tấn công mạng từ Iran trong quá khứ. Trước đó, tờ Politico Mỹ đưa tin, một tài khoản không xác định đã gửi email chứa các tài liệu nội bộ liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Trump cho tờ báo này. Bên cạnh đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cũng trích dẫn một báo cáo từ Microsoft hồi tháng 6 năm nay, trong đó nói rằng tin tặc liên quan đến Iran đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo đang điều tra các cáo buộc kể trên. Phản ứng trước tuyên bố của Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch hoặc ý định thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, trong đó ông Trump, đại diện Đảng Cộng Hòa, gần như chắc chắn sẽ đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy bà Harris đang có ưu thế hơn ông Trump ở nhiều bang chiến trường. Phát biểu họp báo, bà Karine Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Biden cũng ủng hộ việc loại bỏ thuế đánh vào tiền tip cho nhân viên làm ngành dịch vụ và sẽ ký ban hành luật nếu vấn đề này được Quốc hội thông qua. Động thái trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho biết, bà ủng hộ việc loại bỏ thuế đối với tiền tip, tương tự như đối thủ Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump, trong nỗ lực thu hút nhóm cử tri thuộc ngành dịch vụ khách sạn. Đây được xem là nhóm cử tri lớn và có ảnh hưởng chính trị ở một số bang chiến địa. Sự ủng hộ đối với chính sách này đánh dấu một lĩnh vực hiếm hoi mà ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng có sự đồng thuận. Theo luật định hiện hành, tiền tip cũng được tính là một khoản thu nhập chịu thuế. Vì thế, việc loại bỏ thuế từ khoản tiền này cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của Mỹ. Trước đó, hàng chục thượng nghị sĩ Thái Lan hồi tháng 5 đệ đơn kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin do ông đã bổ nhiệm ông Pichit Chueban, một luật sư từng ngồi tù, làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng trong cuộc cải tổ nội các. Sau khi các thượng nghị sĩ đệ đơn kiện, ông Pichit đã tuyên bố rời nội các hôm 21 tháng 5 để bảo vệ Thủ tướng. Ông Srettha cũng khẳng định ông Pichit đã trải qua quá trình thẩm tra lý lịch kỹ lưỡng. Thủ tướng Srettha cho biết nếu không bị phế truất sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, ông sẽ tiến hành một đợt cải tổ nội các mới. Nếu ông bị bãi nhiệm, phiêu thái, đảng chiếm đa số trong liên minh cầm quyền sẽ phải đề cử một ứng cử viên mới thay thế vị trí của ông. Ứng cử viên của phiêu thái sẽ phải nhận được số phiếu ủng hộ qua bán từ 500 hạ nghị sĩ
và 250 thượng nghị sĩ trong quốc hội để trở thành tân thủ tướng. Chính quyền mới của Đảng Xã hội Tây Ban Nha gồm 16 thành viên do ông Salvador Illa đứng đầu. Ông Illa từng là Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Illa nhấn mạnh cam kết chính quyền mới sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp vì người dân Catalan. Hồi tháng 5 vừa qua, Đảng Xã hội đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp vùng Catalan, nhưng không đạt đủ đa số ghế cần thiết để một mình thành lập chính phủ. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, đảng này đã đạt được thỏa thuận liên minh với đảng cực tả Comun và đảng RC Ly Khai Ôn Hòa. Để đảm bảo được sự ủng hộ của RC, Đảng Xã hội đã tuyên bố sẽ trao cho Catalan toàn quyền kiểm soát các khoản thuế thu được trong vùng, vốn là một trong những yêu cầu chính của các đảng ủng hộ độc lập trong nhiều thập kỷ. Đề xuất này vẫn phải được Quốc hội Tây Ban Nha chấp thuận. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Widodo nhấn mạnh thủ đô mới Nusantara đánh dấu một chương mới trong lịch sử đất nước, cho rằng không phải quốc gia nào cũng có cơ hội hay khả năng xây dựng một thủ đô mới từ con số 0. Ông cho biết Nusantara có vị trí chiến lược quan trọng và sẽ thúc đẩy sự phát triển đồng đều cho nền kinh tế Indonesia. Cuộc họp đã thảo luận về định hướng phát triển của Nusantara và quá trình chuyển giao chính quyền. Với tổng kinh phí khoảng 32 tỷ đô la Mỹ, dự án thủ đô mới Nusantara được triển khai nhằm giảm bớt gánh nặng cho thủ đô Jakarta hiện đang phải đối mặt với thực trạng tắc nghẽn giao thông, mật độ dân cư quá cao và tình trạng bị nhấn chìm. Nusantara được xây dựng giữa khu rừng trên đảo Borneo, cách thủ đô Jakarta hiện tại khoảng 1.200 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày hôm qua. Theo truyền thông địa phương, trận động đất xảy ra gần khu dân cư đông đúc Highland Park ở phía đông Los Angeles, ban đầu được báo cáo có cường độ 4,6 độ Richter và sau đó được hạ cấp xuống 4,4 độ, xảy ra ở độ sâu 12,1 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất được cảm nhận từ khu vực phía nam Los Angeles đến San Diego và phía đông đến vùng sa mạc Palm Springs. Sự kiện này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter khác tấn công miền nam California. Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết họ đang kiểm tra cơ sở hạ tầng giao thông, các tòa nhà chung cư, đường dây điện và những nơi tập trung đông người, như các trường học và sân vận động Dodger. Hiện tại, không có báo cáo ban đầu về thiệt hại hoặc thương tích, nhưng sở cứu hỏa vẫn cảnh báo người dân chuẩn bị cho các cơn dư chấn. Cháy rừng đang lan rộng ở Hy Lạp với khói đen mịt mù bao trùm khu vực thủ đô Athens, khiến hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Một lực lượng gồm hơn 400 lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi 110 xe cứu hỏa, 29 máy bay chữa cháy và trực thăng đã được triển khai để dập tắt ngọn lửa. Tính tới chiều tối qua, lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được 33 trong số 40 vụ cháy rừng bùng phát tại thủ đô Athens. Ngoài khu vực thủ đô Athens, một số khu vực khác trên khắp Hy Lạp cũng đang trong tình trạng báo động cao về nguy cơ cháy rừng. Bộ trưởng Bộ khủng hoảng khí hậu và bảo vệ dân sự Hy Lạp Vasili Kikiliad cho biết, một nửa đất nước này đang trong tình trạng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao do nhiệt độ cao, gió giật mạnh và hạn hán. Ông Kikiliad kêu gọi các biện pháp khẩn cấp có sự tham gia của quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên để đối phó với cháy rừng cho đến ngày 15 tháng 8. Hàng trăm đám cháy rừng đã bùng phát trên khắp Hy Lạp vào mùa hè năm nay, nơi vừa ghi nhận tháng 6 và tháng 7 nóng nhất trong lịch sử sau một mùa đông ấm áp. Giống như những nơi khác ở Địa Trung Hải, các nhà khoa học đã liên kết các đám cháy rừng với thời tiết ngày càng nóng và khô do biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu trong tháng 7 cao hơn 1,21 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 15,8 độ C. Mức tăng này đã góp phần gây ra các đợt nắng nóng đáng kể ở các khu vực Địa Trung Hải và vùng Vịnh, với châu Phi, châu Âu và châu Á trải qua tháng 7 nóng nhất lịch sử, trong khi Bắc Mỹ ghi nhận tháng nắng nóng thứ hai. NOAA cho biết hiện có 77% khả năng năm 2024 sẽ là năm ấm nhất từ trước đến nay. Dữ liệu của cơ quan này lại trái ngược với dữ liệu của cơ quan khí hậu Liên minh châu Âu Copernicus, vốn cho rằng nhiệt độ trung bình trong tháng 7 năm 2024 thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cả hai cơ quan đều có chung quan điểm về xu hướng đáng báo động của nhiệt độ liên tục phá kỷ lục trước đây. Trong khi đó, nhiệt độ đại dương cũng ghi nhận tháng ấm thứ hai trong lịch sử, chấm dứt chuỗi 15 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiệt độ bề mặt biển cao hơn mức trung bình ở hầu hết các khu vực, trong khi một số vùng nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương và Đông Nam Thái Bình Dương lại thấp hơn mức trung bình. Nhiệt độ ở các nước Đông Nam Âu được dự báo cận ngưỡng 40 độ C. Do nắng nóng bất thường kéo dài, các vụ cháy rừng đã và được dự báo sẽ xảy ra. Tại Pháp, ngày 11 tháng 8, người dân thành phố Bordeaux và khách du lịch đều phải tìm cách để hạ nhiệt trong khi thành phố phía Tây Nam nước Pháp này đang hứng chịu một đợt nắng nóng.
Nhiệt độ đạt đỉnh điểm là 39 độ C khiến mọi người đổ xô đến các đài phun nước và những khu vực râm mát cũng như các tiệm bán kem. Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha thì dự báo nhiệt độ cao trên khắp Tây Ban Nha và cả ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao cho xứ Basque và Cantabria ở phía Bắc. Tại thành phố Bilbao, nhiệt kế trên đường phố cho thấy nhiệt độ là 45 độ C dưới ánh nắng mặt trời vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 8. Các thành phố tập trung đông khách du lịch ở Italia như Rome và Venice chứng kiến nhiệt độ tăng cao quá 40 độ C. Cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao được duy trì tại 17 thành phố của Italia bao gồm Rome, Bologna và Florence. Năm 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay được ghi nhận trên thế giới và cũng là năm ấm thứ hai được ghi nhận ở châu Âu. Khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm tăng nhiệt độ, người dân châu Âu vốn đang sinh sống ở lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng do nắng nóng gay gắt. Được công bố trên tạp chí Nature Medicine, nghiên cứu đã phân tích dựa trên dữ liệu về nhiệt độ và tỷ lệ tử vong ở 35 quốc gia châu Âu. Theo đó, ước tính rằng 47.690 người châu Âu đã tử vong liên quan đến nhiệt độ trong năm 2023. Đây vẫn là mức thấp hơn con số hơn 60.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ trong năm 2022. Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng người lớn tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất, với các quốc gia ở Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhiệt độ. Hơn một nửa số ca tử vong xảy ra trong hai đợt nắng nóng dữ dội vào giữa tháng 7 và tháng 8, khi Hy Lạp phải chống chọi với các vụ cháy rừng chết người. Nhóm nghiên cứu tại Viện Sinh thái nước ngọt Leibniz cho biết đã tìm thấy tại hồ Stettin ở đông bắc nước Đức các loại vi nấm sinh sôi được trên nhựa mà không cần hấp thụ nguồn carbon nào. Điều này đã dẫn đến giả thuyết về một số loại nấm có khả năng phân hủy polymer tổng hợp để làm thức ăn. Trong số 18 chủng nấm được chọn để phân tích, có 4 chủng có thể ăn nhựa theo cách trên. Trong đó, keo bọt xốp dùng trong xây dựng là loại nhựa mà nấm dễ phân hủy nhất. Túi nhựa và vật liệu đóng gói phân hủy chậm hơn, còn vi nhựa từ lốp xe là loại khó ăn nhất. Đây là phát hiện rất phi thường, vì rõ ràng những chủng nấm chúng tôi đang nghiên cứu có khả năng phân hủy một số loại polymer tổng hợp. Giáo sư Kossak cho rằng, các chất phá hủy nhựa vi sinh có thể được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải hoặc các cơ sở khác có điều kiện được kiểm soát. Hoạt động của nấm phụ thuộc nhiều vào các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ. Do đó, dù nấm ăn nhựa có thể ứng dụng trong một số điều kiện nhất định, song khó có khả năng trở thành giải pháp cho tình trạng rác thải tràn lan toàn cầu. Chúng ta cần cố gắng thải càng ít nhựa ra môi trường càng tốt. Nhựa được tạo thành từ carbon hóa thạch và nếu nấm phân hủy nó, thì cũng chẳng khác gì chúng ta đốt dầu hoặc khí đốt và thải CO2 vào khí quyển. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa Plastic Europe, khoảng 390 triệu tấn nhựa đã được sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2021, tăng từ 1,7 triệu tấn vào năm 1950. Mặc dù tỷ lệ tái chế đã tăng lên trong vài năm qua, nhưng chỉ có chưa đến 10% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới. Lễ diễu hành là sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nông nghiệp của vùng. Từ Siletero, xuất phát từ Sila có nghĩa là ghế. Những người tham gia diễu hành mang những yên hoa giống như hình chiếc ghế trên lưng. Mặc dù buổi lễ bắt đầu bằng một cơn mưa, nhưng không ai rời khỏi chỗ của mình cho đến khi trời tạnh để chào mừng các nghệ nhân và những bông hoa rực rỡ sắc màu trên lưng họ. Mỗi người tham gia mang trên lưng một yên hoa nặng tới 100 kg. Sự kiện năm nay thu hút hơn 500 nghệ nhân, bao gồm cả người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên tham gia. Hoạt động này là truyền thống lâu đời từ năm 1957 và giữ vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao thương hiệu hoa của quốc gia Nam Mỹ này. Vào năm 2017, lễ hội hoa Medellin và cuộc diễu hành Sileteros được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Colombia. Một doanh nhân người Bosnia đã tái hiện bức tranh Starry Night của danh họa Vincent van Gogh thành một công viên tự nhiên. Đây vừa là cách tôn vinh tác phẩm nghệ thuật vĩ đại mà còn mang lại một trải nghiệm độc đáo cho khách tham quan. 20 năm trước, ông Halim Jukic đã mua 2 hectare đất và sau đó mở rộng khu đất lên 70 hectare. Vào thời điểm năm 2018, lấy cảm hứng từ những đường ray máy kéo hình xoắn ốc, ông quyết định phát triển một công viên theo chủ đề bức tranh Starry Night, tạm dịch là đêm đầy sao, một quyết định mà ông cho rằng đã thay đổi cả phần đời còn lại của mình. Công viên tự nhiên được thực hiện bởi các bảng màu của các loại cây thơm và thảo mộc, bao gồm khoảng 130.000 bụi hoa oải hương và các loại thảo mộc thơm khác, tạo thành những vòng tròn và xoắn ốc đầy màu sắc trên diện tích 10 hectare. Điều này khiến nó trở thành tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới. Van Gogh vẽ bức tranh đêm đầy sao vào năm 1889
khi ông đang điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Pháp. Hiện tác phẩm đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Trung Quốc đã lắp đặt 10,6 triệu trạm sạc xe điện vào cuối tháng 7, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 3,2 triệu điểm sạc công cộng và gần 7,4 triệu điểm sạc tư nhân. Để đáp ứng nhu cầu sạc ngày càng tăng ở khu vực thành thị, các thành phố Hàng Châu và Thượng Hải đã xây dựng các trạm sạc chung, cho phép các cọc sạc di chuyển thông minh và sạc ô tô tự động, giúp tăng hiệu quả sạc lên gấp 3 lần. Về nhu cầu sạc liên thành phố cho việc di chuyển đường dài, Thành Đô và Trùng Khánh đã xây dựng các trạm sạc siêu nhanh trên đường cao tốc. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số 27.200 cọc sạc đã được xây dựng tại các khu vực đường cao tốc trên cả nước, cơ bản bao phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trung Quốc cũng đang tăng tốc xây dựng cơ sở sạc cho xe điện ở khu vực nông thôn. Cho đến nay, hơn 1/3 các tỉnh của Trung Quốc đã trang bị cơ sở sạc điện cho tất cả các thị trấn. Taxi bay thực hiện chuyến bay kéo dài chưa đầy 5 phút phía trên cung điện vắt dài. Thực tế, nó là nguyên mẫu một chiếc taxi bay do Volocopter, một công ty khởi nghiệp của Đức chuyên về lĩnh vực này sản xuất với sự hợp tác của nhóm ADP. Chuyến bay không có hành khách nhằm mục đích kiểm tra tính linh hoạt của phương tiện này. Ban đầu, ADP và Volocopter đặt mục tiêu thực hiện các chuyến bay chở hành khách trên bầu trời Paris trong Thế vận hội. Nhưng những hạn chế về hành chính đã trì hoãn dự án. Trên thực tế, taxi bay không được cấp đủ chứng nhận của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu để bay qua sông Sen. Lỗi nằm ở vấn đề với động cơ của thiết bị. Được sản xuất bởi một nhà sản xuất Mỹ, động cơ đã được đưa về Mỹ để kiểm tra và sẽ được đưa trở lại Paris trong những ngày tới, khoảng ngày 15 tháng 8. Nếu nhanh chóng đạt được chứng nhận thương mại, ADP và Volocopter hy vọng sẽ có chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2024 vào dịp nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại.